ของคนใช้เงินธรรมชาติchứ ông bên ngoài ra yếu rồi chứ thì sáng ở với cháu đấy thì được ngày nào hai ngày đấy cho nên để nuôi cháu được ngày nào hai ngày đấy vì tuổi già rồi mà cách đo tổ trang ở xa xôi. Ba cháu mất sớm, mẹ cháu cũng mới mất. Chị em cháu khó khăn, cháu trường tiểu học Thu lớp 3B của trường tiểu học số 4 Sơn Trạch là một hoàn cảnh đặc biệt bởi vì em cả bố mẹ đều mất do tai nạn giao thông. Mặc dù hoàn cảnh như vậy thế nhưng mà cũng được sự động viên của bà con đồng xóm và cũng như nhà trường thì em đã cố gắng học tập. Và trong suốt 3 năm học ở trường thì em đều đạt danh hiệu tiếng giỏi. Thế nhưng mà do hoàn cảnh gia đình như vậy, mặc dù em rất là muốn theo học thế nhưng mà quả là rất khó khăn, cho nên là về phía nhà trường cũng rất mong sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân để tạo điều kiện cho em theo đuổi được ước mơ học tập và em có cuộc sống sau này tốt đẹp hơn.